chờ nguy hiểm anh ơi. Đúng rồi. Ủa Quang ơi đừng gắt thế. Cốp. Bên kia mày lụi đấy. Con này có máy như cái gương mối vào đấy. Vào đá mày. Mình đá với. Đó, đá lắm rồi. Mẹ. Đá lắm rồi. Phải, mày. Như về sở mở quan nhau mình chưa mở được. Một đá nhật, một đá bóng. Nhìn đồ nhật. Ở đây đã ít lời thôi. Không coi đi. Ra ngoài kia lấy cho mình quả bóng ấy, mình nằm mất lại không được. Có bóng này. Bóng mình nữa không? Ừ, tức là. Ok. Quả bóng mình mất ở Mikoto á. Mikoto cai đang đá rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi. Tổ chức để làm thủ tục đặt trận thứ tư. Hồng thế. FC Việt Nam Simco đâu nhỉ? Bài đội chủ FC Thanh Hóa nào? FC Thanh Hóa đâu nhỉ? Mười đội chuẩn bị mười Yeah!
Còn có 5 phút thôi. Lên. Rồi em ơi. Thế. Đá bóng mới vào. Chắc có mới ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.